cháy chung cư mini trong đêm, nhiều người liều mạng nhảy từ tầng cao. Thời điểm chung cư mini bốc cháy, hàng chục hộ dân đang ở trong tòa nhà. Tòa nhà ngắt điện, nhiều người hoảng hốt, liều mạng nhảy từ tầng cao để thoát khỏi đám cháy, ông Huy bàng hoàng kể lại. Rạng sáng ngày 13 tháng 9, ông Nguyễn Công Huy, 41 tuổi, ở chung cư mini, ngõ 29/70, phố Khương Hạ, chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ cháy khiến nhiều người mắc kẹt. Gần 2 giờ sáng, hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tham gia chữa cháy, tìm kiếm những người mắc kẹt trong vụ cháy chung cư mini, ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Là người sinh sống trong tòa nhà, ông Nguyễn Công Huy kể, khoảng 23 giờ 30 phút đêm ngày 12 tháng 9, ông cùng vợ và hai người con đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng hô hoán từ các phòng xung quanh. Sau khi chạy ra ngoài, tôi ngửi thấy mùi khét kèm theo khói đen bốc lên nghi ngút từ tầng 1. Ngay lập tức, tôi chạy vào phòng hô hoán vợ con chạy thoát ra phía sau căn hộ, dùng thang dây và tụt xuống con ngõ phía sau tòa nhà. Người đàn ông kể, ông nhớ lại thời điểm đó, cả căn chung cư bị cắt điện, mọi người không thể sử dụng thang máy để thoát xuống, nên nhiều người đã liều mạng nhảy từ tầng cao xuống các căn nhà bên cạnh. Sống ở đây 7 năm nay, chưa bao giờ tôi thấy xảy ra vụ cháy kinh khủng như vậy. Tòa chung cư mini có tổng cộng 45 hộ dân sinh sống. Thời điểm cháy, hàng chục hộ đang ở trong tòa nhà nên nhiều người mắc kẹt. Nhiều người bị thương khi cố nhảy ra thoát khỏi đám cháy, ông Huy nói. Trao đổi với phóng viên tại hiện trường, ông Ngô Phó Điền, bảo vệ tòa chung cư mini trên cho biết, vụ cháy xuất phát từ tầng 1. Thời điểm cháy, trong tòa nhà có 45 hộ dân đang sinh sống. Sau khi xảy ra hỏa hoạn, mới chỉ có khoảng 5 hộ dân được thoát ra ngoài. Cảnh sát đang tích cực giải cứu những người mắc kẹt, ông Điền nói. Bà Trang, 40 tuổi, sống tại tầng 6 căn nhà xảy ra hỏa hoạn. Kể vào khoảng 22 giờ 50 phút, gia đình bà gồm 5 người đang ngủ thì bất ngờ mất điện. Sau đó, vợ chồng bà Trang nghe tiếng la hét thất thanh từ những phòng bên cạnh nên vội bật dậy kiểm tra. Lúc này, họ thấy khói bốc vào nhà nghi ngút. Nhận thấy vụ cháy lớn tại tòa nhà, ông Trung, 41 tuổi, chồng bà Trang, vội hô hoán gia đình tìm cách thoát nạn. Ngay lúc đó, chồng tôi phá cửa lan can tầng 6 rồi đưa cả nhà xuống mái tầng 5 của nhà bên cạnh. Chỉ 2-3 phút, cả nhà 5 người đã xuống được nơi an toàn, người phụ nữ kể. Bà cho biết gia đình thoát nạn nhanh chóng là nhờ chiếc thang hàng ngày dùng để thắp hương. Khi phá được lan can, ông Trung bắc thang xuống mái tầng 5 nhà hàng xóm giúp cả gia đình thoát nạn. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ mấy phút là khói bốc lên nghi ngút, khó thở. Bà Trang kể, giọng vẫn chưa hết sợ hãi. Tại hiện trường, do con ngõ nơi xảy ra vụ cháy nhỏ hẹp, hàng chục xe chữa cháy không thể tiếp cận được chung cư mini. Cảnh sát sau đó đã phải sử dụng xe máy chuyên dụng kéo dây chữa cháy vào bên trong ngõ nhỏ.